thì cái hình đầu tiên là vẽ xong rồi nè. Rồi cái hình số 2 chúng ta sẽ copy xuống dưới. Rồi bây giờ cả hai cái này nè, thì giờ sang bên phải thì tạo một cái bước nhảy. Hiện tại là 150 rồi đúng không? Nhảy thử đủ chưa? 150 chưa được, cho 200 đi. 200 mm. Hai cái này mà thầy nhắc bước sang bên phải lỡ nhảy vào đây luôn. Đó. Thì cái này nè, nó là hút hút cái màu xám. Hút cái màu xám ở dưới nè, rồi đổ vào trong cái hình này. Ở hình này nha. Và viền thì cho không viền, và nó cái này thì cho màu xám. Cho màu xám. À, cũng không viền luôn. Đó. Thì cái màu xám cho ở dưới. Đó, thì nó ra cái bóng thôi. Còn cái đĩa như thế này là xong. Đó. Rồi tiếp phiên kế tiếp là cái chén chè này. Cái chén chè này thì chúng ta cũng vẽ cho nó hình tròn. Thầy cũng cho nó màu đỏ để dễ phân biệt với cái đề. Rồi như vậy xong được cái phần cái vành của nó nè. Rồi bên trong này thì dễ rồi, bên trong này nó có cái màu xám, cái màu xám đó thì nó cắt với cái bên này. Đây, thì copy này xuống nè, nếu như phải thầy chủ tái ra copy thì cắt với nhau ra thì nó lòi cái miếng xám này là được. Đó. Như vậy để cắt đó thì lấy cái này nè, tô cái màu tím ha, cái này tô màu khác, hai này cắt với nhau thì ra cái miếng này. Đó. Nhưng mà trước khi cắt á, thì chúng ta nên copy những nút cộng á, copy để là một bảng, mình lấy một cái thôi làm thôi. Chúng ta cũng là lấy dưới trừ trên, dưới trừ trên đó, thì nó còn là cái miếng dưới trừ trên thì nó còn lại cái miếng ở bên bên này thôi. Nha. Rồi còn cái miếng chút xíu này đổi màu khác này, đó cái là cái phần này. À, xong rồi bây giờ sang bên đây tạo bước nhảy vào bên đây. Rồi thế thì cái này á thì phải kiểm tra lại cái kích thước của cái này xem nó to hơn. Cái này chỉ có hai cái đúng không, hai cái thì lấy cái này xếp cái này dưới từ trên là đúng rồi đó. Miếng này nó phải ở là cái miếng này. Chọn thầy qua đây trước đi, khỏi nhầm lẫn nè. Cái miếng này chính là cái vành của cái chén á, phải cho màu đen phải cho nó không màu đó, cái là cái vành của nó, cho nó dày chút xíu cũng được. Một rồi thì hai này nó cắt với nhau nè, hai này cắt với nhau. Đó, thì còn cái miếng này thì qua bên kia, bên qua bên kia đó thì ra cái màu xám, ta hút cái màu xám mà liên quan nó và đổ vào trong cái này. Hay nhầm lẫn với cái màu của cái kia đó, cái này nè, ta màu xám ở đây đi, khỏi nhầm lẫn đó. À, đó, như vậy là xong được hai cái. Rồi và trước bên trong này mấy cái chè bên trong đây nè, cái chè trong đây thì nó cũng đồng tâm bên này luôn, thì chúng ta mượn cái này qua này. Cái viền của nó đó, miếng thu cộng hôm nay là bên đây, bên đây là thu nhỏ lại thôi cho nó khớp, cái thu ship thu nhỏ lại này đó, thì ta có cái hình này. Hình này cái viền chúng ta cho màu đỏ đi đó, rồi xong rồi cái này rồi này sang bên kia đó, thì đây là cái phần cái nội dung bên trong á, cái chè bên trong á, thì cái này cho nó viền đen và nó mỏng thôi, 0.5 mỏng, 0.2 mà mỏng rồi. Rồi thì cái chè là cái này nè. Rồi sau đó kế tiếp là cái phần cái vai này ta dùng pen, dùng pen vẽ nè, một nè, hai,
3 và 4 trở về 5. Đó, cũng cho màu đỏ luôn để phân biệt. Rồi chúng ta sẽ bo tròn mấy đỉnh này. Thì để bo tròn giống như từ trước thầy nói, chúng ta sẽ mở cái bảng Window Docker, chọn là Corners. Window Docker Corners là khóa kính. Chúng ta dùng công cụ Shape Tool chọn hai cái nốt này. Nốt này, Shift nốt này. Cho nó tăng, máy kính tăng lên. Đó, tăng giảm cái máy kính này cho nó phù hợp thì nó bo tròn thì apply cái là nó bo cho mình luôn. Rồi sau đó nhấp vào tên sang bên phải cái là nó nhảy sang bên đây luôn. Nhảy lên luôn. Rồi, thì cái màu của nó chính là cũng là màu xám á. Cho nó viền đen. Cho nó cái viền đen. Và cho nó màu xám. Mình cho nó ở dưới, cửa trên bị đau. Nó chèn lại là xong. Đó, thì nó là cái quay. À, cái quay của cái chén này. Rồi, thì trong nội dung cái chén này là một cái nội dung hạt chè á. Cái hạt chè thì cái này thực ra ý nghĩa của nó là có nghĩa là tô màu dạng pattern á, chúng ta nhấn chữ G. Tô màu chúng ta chọn cái màu vector pattern fill này. Đó, vector pattern fill. Sau đó chúng ta sẽ thu nhỏ cái này xuống. Kéo này về tâm. Rồi chúng ta thu nhỏ cái nội dung xuống thì cái họa tiết nó sẽ thu nhỏ lại với nhau. Đó. Nhưng mà kiếm hạt chè tại vì cái đề á, nó là theo cái mẫu đề của Corel phiên bản cũ á, thì nó mới có cái mẫu này, và phiên bản mới thì không có, thì ta sổ sách xuống này nó cũng không không có nhiều mẫu à, cho nên chúng ta tạm thời lấy cái mẫu nào đó bất kỳ cũng được, đưa vào đây và thu nhỏ cái nội dung xuống vậy cho nó ra cái dạng đó, dạng này như cái chè vậy đi ví dụ vậy đi à, đó là tượng trưng cho chè thôi, là cái mẫu chè của phiên bản cũ á, nó mới có phiên bản mới nó không có. Đó, đây là cách làm như vậy. Rồi xong trong trong này tiếp là cái bóng. Cái bóng tô cái bóng đen này này. Ha. Thì chúng ta cũng phải vẽ luôn thì cái bóng này thì chúng ta cũng vẽ hình tròn này. Như cái hình tròn cho cái đường màu đỏ. Rồi xong là cũng bấm to lên. Khoảng đây thì cái bóng này á thì nó màu sáng và nó ở dưới tất cả, nó ở dưới tất cả thì chúng ta cứ việc là chuyển sang bên kia thôi, chuyển sang bên kia và nó dưới cái chè là được, nó dưới cái chè và nó trên trên cái đĩa là được, chuyển qua bên kia màu nó hơi tối, màu hơi tối chúng ta cho màu tối không viền à, và ta nhấn Ctrl bay bay down cho nó xuống từ từ. Vậy nó xuống thì xuống hết hay lên thì nó lên cái chén, vì như vậy là nó phải dưới cái này à, do cái hình này nó hình này là nó trong suốt á, cái viền nó trong suốt nè, cho nên là chúng ta sẽ không thấy nó. Bây giờ như vậy để thấy được cái giống như bên này á, chúng ta phải cắt ha. Cái này là như vậy, cái này là nếu như vậy thì chúng ta chỉ cho cái này toàn bộ nó là một cái màu trắng như thế này đi. Ok, thì cái viền này nè chúng ta cho nó màu màu, màu như vậy đi đó, nhưng mà nó ở dưới cái đó, dưới này ok. Đó, như vậy đó, tức là cái phần cái viền này nè, rồi chúng ta cũng cho nó có màu rồi nó che cái này đi là xong. Này chúng ta hạ xuống xíu để bớt cái độ dày, thấy độ dày của miếng chè nó đẹp hơn. Đó, như vậy đó, thì chúng ta vừa thấy được cái bóng này, vừa thấy cái bóng tối này. Cái chè nó vẫn có một cái màu, cái chia cái phần đen này như thế này đi. Ok đó, còn cái muỗng nó là xong. Cái muỗng này thì cũng đơn giản thôi.
ta dùng pen chúng ta vẽ. Như vậy chúng ta số 1 ở đây, hai từ đây, vẽ cong. Mình cứ vẽ đi rồi xong chúng ta sửa sau, không không sao đâu. Để vậy ha, rồi biến an thu biến lại thẳng hàng ở đây, đó xuống đây, rồi xong tất cả cho nó màu đỏ, đó sau đó ta ta mình cái gì mình nhỏ xuống bằng highlight, rồi sau đó mình xuất tool sửa ha, mình xuất tool sửa từ từ, cái này là bây giờ cái nó lại lên đây đúng rồi, mình nó là lên đây, rồi sau đó bo tròn hai mình đi. Nhưng mà trước khi bo thì chỉnh cái nốt này đúng như cái đã rồi bo sau. Sửa cái tiếng lại là sửa cái tiếng. Cái tiếng này nó mà không cong á, ta chỉ thành cong nè. Sửa cái tiếng lại xong đây đã. Nói chung là sửa mọi thứ ok đã rồi mới tiến hành bo cái kia cho nó đúng thôi. Chỗ này này chúng ta có thể chọn ở cái chế độ là symmetrical node đó, cho nó bo tròn cho nó đều, tức là chỉnh hai bên đều thì nó đều luôn, tức là hai bên máy tính nó bằng nhau á thì nó đều, còn lại bo tròn là nhiệm vụ của hai hai cái node này đó, thì nó đảm bảo cái chỗ này nó luôn luôn là tròn, nó ổn hơn. Đó, như vậy cái chè cái muỗng xong rồi cái này bo tròn á, dùng sharp tool này, chọn hai hai cái nốt này, chấm nốt này, mình ship cái nốt này, chúng ta mở cái bảng window blocker corners rồi cái next nó đi tí máy tính thì giảm xuống cho nó màu apply đó thì nó bo cho mình đấy. Như vậy xong được cái muỗng này rồi, cái muỗng này nó cũng có cái bóng nữa, có cái bóng nữa, thì cái này chúng ta vẽ một cái cung nào đó sao nó giao với cái này, lấy phần chung thôi là được, là đổ màu cho nó thôi. Rồi dùng pen tool chúng ta chấm lên một cái này, để một độ cong này một xíu bất kỳ đi ha, rồi qua đây bất kỳ cái này cũng được hết á. Sau đó dùng sharp tool chúng ta sửa lại chỗ này cho nó bám cái độ cong, cho nó bám cái đường cong này thôi đó. Và cái miếng này nó sẽ giao với lại cái muỗng để nó lấy cái màu tối lên. Thì xong hết rồi, chọn hết qua đây đi, nếu ta sang bên phải cho nó qua bên đây. Là riêng cái muỗng này thì chúng ta sẽ cho nó là màu sáng nè, viền đen nè, cho nó dày chút xíu nè, hay là thì 0.5 cho nó dày một xíu, một một thì cũng nhiều quá, cho nó là 0.75. rồi màu thì màu sáng sửa một tí. Rồi ở chỗ này là vùng tối, màu tối cái này nó dưới cái chén ấy, chúng ta từ trên bay down xuống một xíu thì sẽ nó dưới đấy như vậy. Rồi cái miếng này nó giao cái này nè, cái này màu khác đây, cái này giao với này cái phần chung, khi ta xét cái phần chung thì xét cái phần chung là lỗi này ra đó, xóa thêm các phần chung này thì chung này chúng ta tối màu tối, tối màu tối à, không vì đấy thì nó ra cái này thôi. Và chúng ta làm sao để nó sẽ không che cái độ dày của cái muỗng này được. Và chúng ta sẽ lô nó xuống. Đó là không che cái độ dày của cái bóng, không che độ dày của cái viền của cái muỗng. Mình giảm cái shape này sửa xíu, bớt cái xíu này. Không chia được dài cũng mũi là được đó. Đó như vậy này gần xong rồi này. Rồi ok, còn cái bóng bóng chỗ này nè, bóng chỗ này ở vào có rồi, có rồi. Ok, như vậy là phải làm xong cái dáng chè nè, là xong mình chặt hết rồi rút lại nó rồi. Ok, khi mời lúc mình làm tiếp thì cái dáng chè này.